sao ông? Sao ta biết chứ gì? Ta còn biết nàng là tội phạm đang bị triều đình truy nã. Ông đã biết thì cứ bắt tôi giao nộp cho quan lãnh thưởng đi. Sao ta trông nàng có vẻ chán chường quá vậy? Chuyện tình duyên, kẻ trước người sau không quan trọng. Quan trọng là ai chiếm được trái tim của người quân tử kìa. Ta không biết ông đang nói gì. Không biết. À mà thôi, ta trở lại chuyện chính. Ta muốn nàng giúp ta một việc. Ông nên nhớ, ta đang là tội nhân đang bị triều đình truy nã. Không sao, nếu nàng chịu làm theo ý ta thì tội nàng sẽ được tha. Ông là ai mà có cái quyền đó? Ta nói được là ta làm được. Tại sao ta phải làm theo ý của ông? Chẳng lẽ nàng còn có con đường khác để lựa chọn sao? Trần trung không thể giải oan cho nàng, còn tội của nàng thì đang treo lơ lửng đó. Nàng chỉ có một con đường duy nhất là giúp ta để thoát tội thôi. Vậy thì ông hãy thả người của ta ra trước đi. Được thôi, việc giữ người của nàng bây giờ không còn quan trọng nữa. Nàng chỉ cần làm theo ý ta, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. À, đi nhanh đi, đi đường này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chú Huynh, đi đi đi, nhanh lên. Đó đó, đi đi. Huynh đi đâu mà lâu quá vậy? Ta nhớ Huynh lắm. Vậy Huynh theo ta. Đi đi đi. Sao cô bỏ tôi đi mà không nói tiếng nào vậy? Tôi buồn lắm. Tôi có chuyện nên tôi không thể ở lại. Mọi người đối xử với Huynh có tốt không? Tốt lắm. Nhưng mà không có cô tôi buồn hiu à. Không sao, khi nào tôi rảnh tôi sẽ ghé về thăm. Nhưng mà nghe tôi dặn nè, đừng có nói với ai là Huynh đã gặp tôi nha. Nhớ rồi. Nếu mà có ai hỏi á, tôi có gặp cô không, tôi nói là không. Ngoan lắm. Tôi có bánh này cho Huynh nè. Tôi có cái bánh này cho Huynh, Huynh ăn đi. Cảm ơn cô nha. Cô thật là tốt với tôi, quan tâm tôi, còn mua bánh cho tôi nữa. Cảm ơn cô. Vậy Huynh ăn hết cái bánh nha. Ừ. Bánh ngon quá à. Tôi thích lắm. Sao vậy? Không, Huynh ăn đi. Vậy tôi ăn nha. Ngon quá, bánh ngon quá. Nếu Huynh không chết thì tôi sẽ chết. Tôi không còn đường lui nữa rồi. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2
vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.